Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bắt tạm giam Phạm Thị Tường An, 36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, về hành vi chiếm đoạt tài sản qua hệ thống ngân hàng. Đồng thời, Võ Thị Hà, 32 tuổi, trú quận 3, đồng nghiệp của An, cũng bị khởi tố do thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo điều tra, Phạm Thị Tường An là chuyên viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng ở quận Gò Vấp. An có nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh và được giao quyền hạch toán, tạo lệnh chuyển tiền. Hà, đồng nghiệp của An, đã giao mật khẩu cá nhân để An hỗ trợ khi cần, tạo điều kiện cho An dễ dàng truy cập vào hệ thống. An đã lợi dụng quyền truy cập này, chọn các tài khoản khách hàng ít giao dịch để thực hiện lệnh chuyển tiền đến các tài khoản do người thân đứng tên. Sử dụng quyền truy cập của Hà, An duyệt lệnh và hoàn tất giao dịch, chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau. Hành vi của An chỉ bị phát giác khi ngân hàng kiểm tra nội bộ, phát hiện dấu hiệu bất thường trong các giao dịch. Vụ việc hiện đang được điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.